Kính chào quý vị và các bạn. Mạnh môn là một loại cây thân thảo. Củ mạnh môn có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe và có công dụng trị bệnh. Củ mạnh môn thì được ứng dụng trong một số các bài thuốc như là chữa táo bón, ho ra máu, ho lâu ngày, ho có đờm, vân vân. Và trong video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những cái tác dụng rất tuyệt vời của cái loại cây mạnh môn này. Vâng, quý vị thân mến, cây mạnh môn là một loại cây thân thảo. Mạnh môn cao từ 10 đến 40 cm, thường xanh và sống lâu năm. Lá của cây mạnh môn là lá thẳng, có màu xanh lục, lá có bề mặt dài và hẹp, cuống có bẹ, lá dài khoảng 20 đến 40 cm, rộng từ 1 đến 4 mm. Mép lá mạnh môn có răng cưa, lá mọc từ gốc vươn lên, rễ cây mạnh môn có rễ chùm. Hoa mạnh môn thì có màu sắc biến đổi từ trắng đến tím hoa cà nhạt, hoa mọc thành từng cành trên thân cây, thường dài từ 5 đến 10 cm. Còn quả mạnh môn thì cho quả mọng có màu xanh lam, quả thường có đường kính từ 5 đến 6 mm, mỗi quả có chứa từ 1 đến 2 hạt. Còn đối với phần củ thì cái phần rễ của mạnh môn phát triển thành củ, củ mạnh môn dẹt ở hai đầu, phần thân mập tròn, vỏ của mạnh môn có màu trắng vàng. Mạnh môn thì có nguồn gốc từ Nhật Bản, hiện nay thì mạnh môn đã được trồng làm cây cảnh ở nhiều nơi và được trồng để làm dược liệu. Tại Việt Nam thì cây mạnh môn mọc hoang và được trồng ở nhiều vùng phía Bắc như là Hà Nam, Bắc Giang, Nghệ An, Hưng Yên. Đối với bộ phận để dùng thì chúng ta dùng củ mạnh môn là cái bộ phận thường được sử dụng nhất. Chúng ta có thể là thu hái phần củ mạnh môn vào độ tháng 9, tháng 12 trong năm, chọn thu hoạch những cây đã sống được khoảng 2 năm tuổi. Và chúng ta có thể là sơ chế như sau. Bước thứ nhất là chúng ta cắt bỏ toàn bộ những cái phần rễ con, rửa sạch đất cát. Bước thứ hai là củ nhỏ để nguyên, củ lớn thì chúng ta bổ đôi ra. Bước thứ ba là phơi khô, sấy nhẹ hoặc là có thể dùng tươi. Chúng ta có thể bảo quản mạnh môn ở nơi khô ráo, thoáng mát và sạch sẽ, tránh bảo quản ở nơi ẩm thấp. Về công dụng của thuốc thì đối với củ mạnh môn có tính vị là gì? Vị ngọt, hơi đắng và mang tính hàn. Củ mạnh môn được quy vào một số loại kinh như là vị tân, thủ thái âm thế, kinh tâm. Về tác dụng dược lý và chủ trị thì theo đông y, củ mạnh môn có tác dụng đối với cơ thể như là an thần, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, thanh tâm, lợi tiểu, ích tinh, cường âm, tăng cân và an ngũ tạng. Nhờ tác dụng như trên, mạch môn có khả năng điều trị các cái chứng bệnh như sau: điều trị ho và ho ra máu, điều trị khô miệng, điều trị táo bón, điều trị ho có đờm. Mỗi ngày nên dùng khoảng từ 6 đến 20 gram củ mạch môn, dùng mạch môn bằng cách là sắc uống hoặc là kết hợp với một số loại dược liệu khác để cho ra những cái bài thuốc chữa bệnh. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là một số bài thuốc sử dụng cây mạch môn. Bài thuốc chữa chứng ho, ho lâu ngày, khó thở. Chuẩn bị là 16 g củ mạch môn, 4 g cam thảo, 4 g gạo nếp sao vàng, 4 g đẳng sâm, 8 g bán hạ, 4 g đại táo. Cách thực hiện là sắc các dược liệu trên với 600 ml nước, sắc thuốc cô đọng lại còn 200 ml nước. Mỗi thang thuốc chia ra làm 3 lần uống trong ngày. Và thứ hai là bài thuốc chữa răng chảy máu. Sắc mạch môn với nước uống thuốc trị răng chảy máu rất hiệu quả. Và thứ ba là bài thuốc trị suy tim, da mồ hôi nhiều, huyết áp hạ, mạch nhanh. Chuẩn bị 16 g mạch môn, 8 g nhân sâm, 6 g ngũ vị tử. Cách thực hiện: sắc các nguyên liệu trên, uống thuốc để chữa các cái chứng về hạ huyết áp, mạch nhanh, ra nhiều mồ hôi. Và thứ tư là bài thuốc trị táo bón, chuẩn bị 20 g mạch môn, 12 g huyền sâm, 20 g sinh địa. Cách thực hiện là sắc uống. Và thứ năm là bài thuốc chữa bệnh ho khan, ho có đờm, đau họng. Chuẩn bị 5 g mạch môn, 12 g tang diệp, 4 g mè đen, 4 g tỳ bà diệp, 3 g hạnh nhân, 3 g a dao, 4 g cam thảo. Cách thực hiện là sắc các nguyên liệu để uống. Và sau đây thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một số điều khi mà sử dụng từ cây mạnh môn này. Tức là khi chúng ta sử dụng cây mạnh môn và các cái bài thuốc từ mạnh môn, người dùng cần phải lưu ý một số các cái vấn đề sau đây. Người bệnh có nhu cầu dùng các bài thuốc từ củ mạnh môn để chữa bệnh cần phải hỏi ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Thứ hai là trường hợp người bị tiêu chảy thì bị hư hàn thì không được dùng mạnh môn. Và trường hợp là bệnh nhân bị nhiệt phế và vị thì không nên dùng mạnh môn. Những bài thuốc từ mạch môn nói riêng hoặc là các bài thuốc đông y nói chung thường có tác dụng là chậm, người dùng cần phải kiên trì sử dụng. Tùy vào cơ địa của mỗi người, các bài thuốc mạch môn có thể là không phát huy hiệu quả, có một số tác dụng phụ. Nếu
cơ thể xuất hiện những triệu chứng lạ, bệnh nhân cần phải tạm ngừng sử dụng và phải khai báo ngay với bác sĩ. Nói tóm lại thì củ mạch môn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người và nhiều công dụng trong điều trị bệnh. Theo đông y, mạch môn được ứng dụng trong những bài thuốc chữa táo bón, ho đờm, ho ra máu, vân vân. Tuy nhiên thì trước khi áp dụng điều trị bằng các bài thuốc từ mạch môn, người bệnh cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở đây sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trong việc mà điều trị hỗ trợ bệnh tại gia đình của mình. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Thảo Dược Cây Thuốc Nam của Lê Văn Lực hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.